Bữa ngày nghe nói đơn làm việc rất chuyên nghiệp tinh chuẩn không ạ? À? Còn phải nói à? Chuyện đó còn phải nói à? Giờ ghi một game lấy tinh thần nào. Chơi game 8.4. Hướng dẫn anh em kèo đi kèo Yagi với lại Yumi đánh với Nautilus Kai'Sa nè, kèo này rất là khó nha. Kèo này mà timer quýnh là ăn hành chết. Nhưng mà đơ là thợ, thợ chính. Lời mình có hồi phục nó không có, nó phải bình á, bình máu nó mới hồi phục được. Gắt vậy, cái gì cũng dính hả? Gắt vậy, hay không? Không hay sao ngồi đây được, không hay đâu ngồi đây stream được, ngồi đây stream bị chửi sao? Mấy quay này mình phải đẩy vô chủ. Wow, vãi lẹ vậy, mấy pha này có sức nhau quý đội nha. Không sao, có sức thì sẽ nó thì sẽ nó. Không sao. Bay ra không? Trời ơi, sắp ơi. Lại cho nó melee vậy. À, đang hay rồi, sắp ơi. Sắp đang đánh hay mà, tự nhiên cho melee quýnh thường vậy. Tội hụt luôn kìa. Áo chưa? Lắc. Mấy pha này onin con Yumi với con S Yumi với con Yagi này cấp 6 nó onin mạnh lắm. Yagi trong tay đơ nữa, nó lại đạp to nữa. Được búp đam mà. Yagi đơ cầm nó khác. 100 Yagi. Cho kéo luôn. Cái pha cho kéo luôn. Chuẩn bị e qua tường, nhập mang kì giết nó luôn nè. Tăng thế. Cho kéo lên. Trời, bay ra chi vậy? Những e mà nhầm đúp. Nhầm gì chết đi. Đây còn lá trắng mà. Giỡn hả? Dây ghi của đỡ không giống, giống mấy con dây ghi kia ít đam đâu. Dây ghi nhiều đam. Đam tự lẻ ra mà. Ít tự lẻ quá. Gặp vậy. Siêu ngon hay vậy,
Trời ơi, anh em đông. Agam hả mấy ní. Đợi đi tới đâu anh em mới đi tới đó. Được chưa? Nói gì đi? Nói gì để xì đơ đi? Rồi. Lao vô đâm đâm sâu dữ vậy? Đâm sâu dữ vậy? Dragon đã in thêm 50.000 đồng. Hello. Cảm ơn Dragon nha, cảm ơn bạn nha. Hello bạn nha. Em tới 2 cho tôi xin một like và subscribe nha. Cảm ơn em nhiều.